trên thang điểm 10 nếu được chấm về mức độ hiểu ý và thông thái của gia đình bạn, số điểm đó sẽ là bao nhiêu? Bạn sẽ không bao giờ có được câu trả lời nếu chỉ ngồi im tại nhà và đoán ý nhau. Vậy thì hãy đến với chương trình Gia đình thông thái. Đây sẽ là cơ hội để các thành viên được gắn kết, cùng nhau vượt qua các thử thách, các câu hỏi hóc búa của chương trình. Con cho chị Uyên một cơ hội cuối. Đúng, con thật là sáng suốt đó. Trong mỗi tập sẽ có hai đội đối đầu nhau dưới sự dẫn dắt của thành viên Nhí. Đáp án cuối cùng là liệu gia đình nào sẽ vượt qua được những câu hỏi khó nhằn ở mọi lĩnh vực và chinh phục danh hiệu gia đình thông thái. Yeah! Hay lắm. Và bây giờ là sự xuất hiện của hai nhân vật vô cùng quan trọng. Họ sẽ là người đồng hành và cùng dẫn dắt các đội thi. Hãy cùng chào đón MC Sam và Ngô Chí Huy. Đến với chương trình Gia đình thông thái. Và đến với chương trình Gia đình thông thái hân hạnh nhận được sự đồng hành từ nhãn hàng xúc xích heo cao bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Đặc biệt nữa là trong chương trình chúng ta cũng sẽ có một chú heo đồng hành xuyên suốt chương trình, mang đến những phần thưởng vô cùng hấp dẫn của chúng ta. Đó. Chúng ta vẫn còn hai gia đình nữa cũng sẽ cùng tham gia vượt qua các thử thách ngày hôm nay. Trước khi chúng ta chào đón hai gia đình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi giới thiệu sơ bộ về luật chơi tổng của chương trình Gia đình thông thái. Mỗi một tập thì chúng ta sẽ có hai gia đình xuất hiện và lần lượt vượt qua các thử thách. Chúng ta sẽ vượt qua hai vòng thi và tìm ra đội xuất sắc nhất để có thể bước vào vòng 3, chinh phục giải thưởng 15 triệu đồng cùng với ngôi vị gia đình thông thái. Và đặc biệt ở chương trình chúng ta thì sân chơi này sẽ không dành cho người lớn, mà thủ lĩnh ở đây chính là các bé. Các bé sẽ đưa ra quyết định vô cùng quan trọng để quyết định thành bại của đội. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chào đón gia đình đầu tiên. Xin mời. Đây, như chúng ta giới thiệu, đây là chú heo luôn luôn đồng hành cùng với chúng ta. Cảm ơn chú heo rất là nhiều. Trời ơi, see you. Còn hôn gió đồ nữa. Đây, à, ôi, những gương mặt, những gương mặt rất quen thuộc. Dạ, xin mời gia đình mình ạ. Dạ vâng, xin chào trường Ngô Kính Huy đẹp trai. Và xin chào cô Sam xinh đẹp. Hồn bé. Trời ơi, trai, 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 đẹp, đẹp, đẹp. Dạ vâng, à, con xin thử giới thiệu về mình. Con tên là Duyên Độ Hồng Long. Năm nay con 9 tuổi. Ở nhà con tên là Chịp Xuân. Còn đây là ba con, tên là Dương Hồng Phục. Ba con là một MC. Còn đây là mẹ con, là diễn viên Quỳnh Phương. Còn con thì con có vấn đề gì ở dòng nội hay không? Dạ không, tại vì nhà con từ ở trên đùi xuống à. Trên núi. À, trên đùi xuống. À, như vậy là cái bụng của con là từ trên núi ra xuống à. Dạ, đó là mặc dù nó nóng nhưng mà tụi con vẫn phải mặc đồ lặn để cho người ta biết là con từ trên núi xuống. À, là gia đình mình mới đi du lịch về. Không có. Bình thường là dù như đi quay mà không có anh á thì anh nghe đồn là Huy với lại Sam ăn hiếp con anh dữ lắm. Đó, cho nên hôm nay khi mình nghe gia đình thông thái thì anh nghe quyết định là phải đi thi để bảo vệ con anh các chương trình. Ai đồ mát. Anh thấy mà nó quen cho hai đứa dữ vậy trời, mặt hai đứa mình vô cùng thánh thiện. Chip, con nói thiệt đi, là chú Huy với cô Sam có ăn hiếp con mấy cái game trước không? Không phải. Cái này là mấy cô chú không có ăn hiếp con mà con ăn hiếp mấy cô chú. À, thấy chưa? Đúng rồi, bé đúng rồi. Khoan, lật kèo lại nè, anh Phúc. Ý anh là sao? Anh lỡ lời. Anh đâu có, anh đừng có nghĩ là anh mượn áo đỏ, muốn nói gì anh nói. Mặt gia đình áo đỏ, nhỏ. Xin lỗi chú Sam với cô Huy, chúc cô chú thật nhiều. Chú Huy, cô Sam, chúc cô chú thật nhiều sức khỏe.
Dạ. Xin mời gia đình của mình về vị trí ạ. Yeah. Yeah. Bây giờ để coi gia đình thứ hai họ sẽ là ai cùng với lại sự xuất hiện trở lại của chú heo cowboy. Dạ em chào gia đình mình. Cảm ơn chú heo rất là nhiều. Bây giờ thủ lĩnh nhỏ nè, con giới thiệu về gia đình mình cho tất cả khán giả được biết nha. Xin chào mọi người ơi, con tên Khánh Vân, con 6 tuổi. Bố con tên là cầu thủ bóng đá Hồng Sơn Việt Nam. Mẹ con là Hồng Hải, bắt báo. Nhà báo. Con ơi, Vân ơi, ở nhà con có hay thường chơi trò chơi gì với ba mẹ không? Con hay chơi trò chơi... Đu xà. Thể thao. Sao mà con bé nhìn rất là mong manh nhưng mà sao con lại chơi trò chơi thể thao đến như vậy? Con yêu thích thể thao hả? Dạ. Con còn chơi cái trò chơi thể thao nào khác không? Như bóng đá giống ba không? Không, anh đi xe đạp hai bánh. Xe đạp này. Với gì nữa? Đá bóng. Rồi. Với con hay theo cái lớp gì đấy? Lớp gì đi trên sân khấu này nhỉ? Cái gì đấy? Lớp người mẫu. Đây là một người mẫu tương lai nha. Mà còn chuyên luyện tập thể thao như vậy là sau này là sẽ cao dữ lắm. Rồi, dạ cảm ơn gia đình của mình ạ. Xin mời gia đình mình hãy về vị trí để sẵn sàng. Dạ. Vân ơi. Dạ. Ngày hôm nay á là cô muốn biết là tại sao gia đình của mình lại lựa chọn chiếc áo màu xanh này để đến đây nè. Mình có cái tính toán hay cái ý đồ gì không con? Tại con thích con gấu trúc nên con chọn màu này. À con thích gấu trúc cho nên là con chọn màu này. Con ở nhà con tên là gấu. Bé gấu. Kiểu biểu tượng gia đình. Tượng trưng của gia đình mình. Ủa anh Phúc ơi, ở nhà bé mình có biệt danh gì không ạ? Ở đây là bé làm bé gấu nè. Nhà mình có biệt danh gì không ạ? Nãy giờ kêu là chip xuống tại vì nó bị súng hai cái răng từ nhỏ đó, nhưng mà lớn bây giờ hết súng rồi nhưng mà vẫn thích cái tên chip xuống này. Chip xuống. Dạ chip xuống. Bây giờ là phần quan trọng này, hai gia đình đã vào vị trí rồi nhưng mà chúng ta sẽ có một cái thủ tục đầu tiên, đó chính là mình bắt tay giao hưởng. Đó, thể hiện tinh thần fair play, xin mời. Làm quen cho các bé làm quen với nhau ạ. Bắt tay à? Cái gì ngầu quá vậy? 1 2 3 4. Yeah. Ghê. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần giao lưu của hai đội rồi. Bây giờ sẽ là lúc mà hai đội sẽ nghĩ ra những cái tên dành cho đội của mình. Bởi vì đây là một phần rất là quan trọng, quyết định xem là đội mình sẽ có tên như thế nào. Rồi xin mời đầu tiên là mời gia đình anh Phúc trước đi. Là mình sẽ đặt tên gì ạ? Rồi. Nhà mình là nhà gà. Màu đỏ chứng tỏ thông minh. Vậy là gà thông thái. Gà thông thái. Cho nhà em nói câu đồng phục cho mấy anh chị. 2, 3. Gà thông thái. Cái nhận ạ. Gà thông thái. Còn bên mình ạ, bé gấu, con nghĩ ra tên gì chưa nào? Con nghĩ là nhóm con sẽ đặt tên là gấu trúc đáng yêu. Gấu trúc đáng yêu. Trời, nghe tên là nó dễ thương. Gấu trúc đáng yêu. Chúng tôi ghi nhận hai cái tên này, đó chính là gà thông thái và gấu trúc đáng yêu. Còn bây giờ thì cả hai gia đình của chúng ta sẽ bước vào vòng thi đầu tiên mang tên gia đình nhanh trí. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng thi đầu tiên có tên gọi gia đình nhanh trí. Trong vòng thi gia đình nhanh trí, đội trưởng Nhí sẽ cử ra một thành viên để trả lời câu hỏi. Mỗi đội thi sẽ trả lời gói 10 câu hỏi của chương trình trong vòng 1 phút 30 giây. Đội chơi có quyền bỏ qua nếu như không trả lời được câu đó, nhưng không được quyền quay trở lại. Sau khi hết thời gian, sàn LED bên dưới sẽ có 25 ô. Mỗi ô mang những giá trị khác nhau.
Số câu mà đội trả lời đúng sẽ tương ứng với số ô mà thủ lĩnh Nhí sẽ được chọn. Lưu ý, ở vòng này thủ lĩnh Nhí của đội thi sau sẽ không được phép chọn vào ô tiền thưởng mà đội thi trước đã chọn. Khi hai đội đã hoàn thành xong, các ô tiền thưởng sẽ lần lượt được mở ra theo thứ tự và đội chơi sẽ biết được giá trị tiền thưởng mà đội mình mang về. Bây giờ là lúc chúng ta phải thi đấu một cái game nhỏ nhỏ để mà chọn ra ai sẽ là người thi trước. Đó là game đấu sumo. Bây giờ chúng ta sẽ đổi màn hình bằng một màn hình đấu sumo. Xin mời sẽ đấu sumo ạ. Đây là phòng đấu sumo. Chúng ta sẽ có một vòng tròn màu đỏ và bên trong màu trắng. Nếu mà hai người chơi nào được thủ lĩnh cử ra để thi đấu trò chơi này sẽ được bận bộ trang phục của một sumo rất là dễ thương, có cả phụ kiện đi kèm. Sau đó hai người chơi sẽ lần lượt tiến vào vị trí như thế này, chào nhau và đặt tay như thế này đó. Dùng mưu mẹo kỹ thuật của mình để làm sao đó lừa đối phương, đẩy đối phương ra ngoài vòng tròn đỏ này là người chiến thắng. Chúng ta lưu ý chúng ta không nên dùng những thủ thuật như là gạt giò, nắm áo. Rồi, bây giờ thủ lĩnh Nhí, hai tụi con sẽ là người quyết định xem ai sẽ bước ra đây và mặc áo sumo và thực hiện thử thách này. Em nghĩ là bố. Bố, tại sao con lựa chọn bố? Tại bố hay đi đá bóng nên bố khỏe. Hay quá. Đúng, chính xác. Vậy còn Chip. Con nghĩ sao nếu mà mẹ đấu với lại bố nhà bên kia? Thôi để bố đi. Dạ thôi, dạ okay. Cho bố con đi. Hai người bố sẽ lên, xin mời ạ. Xin mời. Bố lên. Bố ơi, cầm hàng lên. Thưa quý vị, Lady and Gentlemen, chúng ta sẽ cuộc đối đầu giữa hai sumo. Bên trái của tôi đó chính là sumo Hoàng Phu. Phải là sumo Hồng Sơn. Xin mời hai sumo hãy bước vào trong sàn đấu. Xin mời. Bấm. Hai sumo chào nhau. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Trận đấu chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Trận đấu đang đến hồi gây cứng. Hai đấu sĩ vẫn đang đó là pha xử lý đầu tiên của trận đấu. Trời ơi. Thở. Lưu ý với các sumo, đây là cuộc đấu sumo chứ không phải là cuộc ôm nhau. Xin mời sumo chúng ta hạn chế. Chạm tay. Chúng ta chỉ đấu chạm tay thôi. Chuẩn bị. Hai sumo vào vị trí. Hiệp 2. 3 2 1 bắt đầu. Wow, trận đấu đang đến hồi rất gay cấn thưa quý vị ạ. Theo quan sát chúng tôi thì trận đấu này đang diễn biến rất phức tạp. Đây là một tình huống khá là hy hữu khi mà hai sumo đã quyết định chuyển thể từ đấu sumo ra hành dance sport. Nhưng không sao cả, chúng ta vẫn có một hiệp 3 nữa. Hai sumo chạm tay. 3, 2, 1 bắt đầu. Yeah.
điểm 3. Anh Hương, tôi chưa bao giờ thấy hai đấu sĩ sumo nào mà đấu một cách nhiệt tình đến như vậy. Trải qua ba hiệp đấu, chúng ta đã bất phân thắng bại bởi vì hai sumo kỹ thuật quá tốt. Từ đấu vật nha, chuyển qua dance sport, rồi chuyển qua bò. Là bộ môn lộn mèo. Thường nên bây giờ chúng ta sẽ phân định thắng thua bằng một phương án rất là khoa học và được lòng dân. Bánh tù xì. Chuẩn bị. Đội thắng sẽ được ưu tiên trong phần thi trước ở phần 1. Bánh tù xì ra cái gì ra cái này. Như vậy thì lượt chơi đầu tiên sẽ thuộc về gia đình bé gấu trúc. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với lại quyết định của thủ lĩnh Nhí xem con sẽ chọn ai là người sẽ trả lời câu hỏi đây. Con nghĩ là chọn mẹ đi, tại tối mẹ hay ôn bài với con. Ôn bài với con. Thật lắm. Đây là mẹ, là người dễ thông minh. Rồi. Rồi, như vậy là mẹ Hồng Hải sẽ là người sẽ trả lời những câu hỏi tại vòng 1 này. Và con và bố Hồng Sơn sẽ là người hỗ trợ cho mẹ nha. Wow. Nếu mà mình có biết câu trả lời thì mình có gì mình cứ nhắc mẹ nha. Và đây là một câu hỏi 10 câu tại vòng 1 này. Xin mời. Trong toán học, đa giác nào có số cạnh ít nhất? Xin mời ạ. Đa giác, không, đa giác là có 5 cạnh. Dạ không, chính xác. Đó là tam giác. Tam giác. Hãy cho biết quả gì lạnh lùng nhất? Lạnh lùng ạ. Lạnh. Méo. Lạnh lùng. Nếu không biết bỏ qua. Bỏ qua. Quả bơ. Quả bơ. Trong tự nhiên, mây được tạo thành từ yếu tố nào? Hơi nước và không khí. Hơi nước và không khí. Hơi nước, đáp án chính xác. Tỉnh gì không sâu? Bắc Cạn. Chính xác. Hãy cho biết tên quốc gia là quê hương của đoàn guitar. Guitar gì? Cuba. Không chính xác. Tây Ban Nha. Sông gì rong ruổi một đàn ngựa phi? Ngựa. Ngựa là gì? Bỏ qua. Nấu cơm trên đỉnh núi cao 5000m thì cơm không chín. Nhận định trên là đúng hay sai? Đúng. Đúng, đáp án chính xác. Hãy cho biết rau gì che nắng che mưa? Rau tần ô ha. Chính xác. Hãy cho biết một ngày Kim Phúc quay bao nhiêu vòng? Một vòng là bao nhiêu? Một vòng là 24 vòng. Chính xác. Như vậy thì đội gấu trúc dễ thương trả lời được 5 câu hỏi chính xác. Và đây là lúc bé gấu, xin mời con hãy lựa chọn 5 ô mà con cảm thấy thích nhất. Xin mời 25 ô ạ. Rồi, có gì bạn đứng vào ô con thích nhất con chọn và con nói chọn là được. Anh chọn ô này. Chọn, chọn. Ghi nhận ạ. Ghi nhận. Ghi nhận. Hai ô nè. Ghi nhận. Còn một ô nữa nào. Ghi nhận. Rồi, cảm ơn con. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần vượt qua thử thách dành cho đội Gà Thông Thái. Gà Thông Thái. Chip ơi, bây giờ con sẽ lựa chọn ba hay mẹ nè tham gia thử thách trả lời câu hỏi. Hồi nãy là bố con chơi rồi. Bố đã chiến thắng. Thua. Tinh thần quả cảm. Thua. Nhưng lần này thì con sẽ thử cho hên xui. Và mẹ sẽ là người vượt qua thử thách các câu hỏi của chương trình. Chúng ta lưu ý là chỉ có 1 phút 30 giây thôi nha. Câu nào không biết thì chúng ta bỏ qua. Và bây giờ sẽ là bộ câu hỏi dành cho gia đình Gà Thông Thái. Hãy cho biết hoa gì luôn ở trong tương lai? Hoa mai. Chính xác. Đất nước nào đón mặt trời mọc đầu tiên ở châu Á? Nhật Bản. Chính xác. Hãy
cho biết tên một làng nghề làm gốm nổi tiếng của nước ta ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Bát Tràng. Chính xác. Cô gái đến từ hôm qua và Mắt Biếc, bộ phim nào được chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh? Mắt Biếc. Sai cả hai. Một vài fan của Ngô Kiến Huy là fan của Sam và một vài fan của Sam là fan của Jun Phạm. Như vậy một vài fan của Ngô Kiến Huy chắc chắn là fan của Jun Phạm. Nhận định này là đúng hay sai? Sai, sai. Chính xác. Hãy rút gọn phân số sau 35/65. 7/13. Chính xác. Cơ thể con người và trái đất điểm giống nhau là gì? Cần có nước, cần phải có nước. Được. Chính xác. Trên bàn phím máy tính có bao nhiêu phím chức năng bắt đầu bằng chữ F? Phím chữ F hả? Control F. F11 nè. F11, F12. Bỏ qua. Bỏ qua. 12. Một người sinh ngày 29 tháng 2 năm 1960 đến năm 2006, người đó đã tổ chức sinh nhật vào đúng ngày sinh của mình được bao nhiêu lần? Nhanh ạ. Bỏ qua. Hãy cho biết ngựa có bao nhiêu điểm mù? Bỏ hết qua. Thời gian. Không. Đó là 2 điểm mù ạ. Như vậy thì Chip ơi, con được quyền lựa chọn 6 ô. Đây là quyết định quan trọng của thủ lĩnh Nhí nha. Chọn. Ghi nhận. Bước vào luôn, bước vô luôn. Chọn. Tiếp. Đây nè chứ. Đây. Chọn. Chiếc bên đây, chiếc bên đây. Ba mẹ cho thủ lĩnh Nhiên cho tự chọn đi, tôi đã hiểu tại sao bé nhà nó buồn rồi. Thôi con chọn một đi. Một ô nữa. Để con Sam la bố mẹ. Chọn. Rồi, cảm ơn con. Đủ chưa? Rồi. Và đứng vị như vậy là các bé thủ lĩnh Nhiên đã chọn xong rồi. Chúng ta sẽ có 25 ô. Và trong đó sẽ có tổng cộng là 4 ô, 300 điểm là giá trị thấp nhất. 6 ô 500 điểm, 6 ô 700 điểm, 3 ô 900 điểm và 2 ô 1000 điểm là cao nhất. Đồng thời cũng sẽ có chứa những ô nhân đôi và chia đôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở những ô mà đội Gấu Trúc Dễ Thương đã lựa chọn. Đáng yêu. Gấu Trúc đáng yêu. Xin mời. Ô đầu tiên mời bé Gấu. Ôi. 700 điểm. Giỏi quá. Ô thứ hai 900 điểm. Chia đôi. Trời ơi. Tiếp tục ạ. Chia đôi. Trời ơi. Ác 300. Ác chứ sợ luôn rồi. Ô cuối cùng. Chia đôi. Chia năm. Chia sáu. Chia đôi. Chia đôi. Chia bảy. Ác chứ sợ à. Nhân 2. 700 điểm. Wow. Làm nên được bao nhiêu điểm rồi? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lực ô của đội Gà Thông Thái. Xin mời. Rồi. Ô đầu tiên 10.000 điểm. Chia hai. Nhân hai. Wow. Chưa có gì hết. Chúng ta chưa có gì hết. Ô thứ hai 700 điểm. Yeah. 700. Tiếp theo ạ. Nhân năm. 500. Nhân sáu. Một ngàn. Chia hai. Một ngàn. 900. Và ô cuối cùng. Này chia hai. Nhân bảy. Nhân mười. Nhân hai. Như vậy chúng ta sẽ
sẽ cùng tổng kết lại số điểm mà hai đội mang về cho mình ở vòng thi đầu tiên. Xin mời màn hình ạ. Yeah! Gấu Trúc Đáng Yêu nhận được 1.800 điểm và gia đình Gà Thông Thái nhận được 3.300 điểm. Chúc mừng ạ. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 của gia đình Thông Thái mang tên Gia Đình Biết Tuốt. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Gia Đình Thông Thái. Và đây là vòng 2 tên gọi Gia Đình Biết Tuốt. Ở vòng thi Gia Đình Biết Tuốt, ba thành viên sẽ đảm nhận những vai trò khác nhau. Thủ lĩnh Nhí sẽ cử ra thành viên trả lời câu hỏi và thành viên di chuyển trên bàn cờ, sau đó tiến tới phi thuyền. Ở đây, thủ lĩnh Nhí sẽ có 10 lượt lắc. Mỗi lượt lắc, phi thuyền sẽ đưa ra số bước để thành viên đứng ở vị trí bàn cờ di chuyển. Di chuyển đến ô nào sẽ thực hiện nhiệm vụ ở ô đó. Nếu di chuyển đến ô câu hỏi, thì thành viên còn lại sẽ phải trả lời câu hỏi đó trong vòng 10 giây. Nếu không đưa ra được câu trả lời, đồng nghĩa với việc đội sẽ không nhận được tiền thưởng ở ô đó. Nếu di chuyển vào ô cơ hội, thành viên ở vị trí bàn cờ sẽ đi đến vòng xoay may mắn. Ở vòng xoay này sẽ mang đến những cơ hội tốt lẫn cơ hội xấu cho các đội thi nhé. Nếu như may mắn di chuyển vào ô phần thưởng, sẽ có 2 phần quà từ chương trình và thủ lĩnh sẽ là người chọn phần quà mà mình muốn mang về nhà. Đặc biệt ở vòng này, cứ mỗi lần qua được ô bắt đầu, đội sẽ được cộng thêm 1 triệu đồng. Vừa rồi, vòng đầu tiên thì là sự xuất hiện đầu tiên thì thuộc về gia đình Gấu Trúc Đáng Yêu. Đáng yêu. Nên vòng 2 này, lượt chơi đầu tiên sẽ thuộc về gia đình là Gà Thông Thái. Xin mời con, hãy lên phi thuyền. Rồi, con hãy lên đây với cô Phan nha. Đây là chiếc phi thuyền đến từ hãng hàng không Heo Cao Bồi. Chúng tôi có phục vụ cả xúc xích và cả nước. Wow. Quý khách có thể yêu cầu bất cứ dịch vụ gì của hãng hàng không chúng tôi. Cô tiếp viên. Rồi, chiếc ơi, bây giờ con hãy lựa chọn nè. Ba với mẹ, ai là người tham gia trả lời câu hỏi và ai là người sẽ bước trên tấm bản đồ này? Con muốn mẹ con trả lời câu hỏi, còn bố con sẽ đứng ở trên tấm bản đồ. Tại sao bố không trả lời được mà nãy mẹ đã trả lời? Tại vì hồi nãy mẹ trả lời là cũng nhờ mẹ, không nhờ mẹ sao chúng ta thắng được, đúng không nhưng bố? Mà mẹ hơi vội vàng, bố sẽ bình tĩnh hơn, bố sẽ trả lời nó mạch lạc nhiều điểm hơn. Con nghĩ cái sao gì? Không được cãi đội trưởng. Nhưng mà con không thích cái đó là lựa chọn của con là đội trưởng mà con có quyền. Đúng, chính xác. Và bây giờ sẽ là lượt lắc đầu tiên của bé Chip. Xin mời con. Hey. Lắc một vòng. Hey. Bao nhiêu bước đây ạ? Sáu đi con, sáu. Mình có ba bước. À. Hai bước. À. Xin mời. Một nè. Hai nè. Ô câu hỏi. Để xem anh Phúc vào ô câu hỏi này sẽ có giá trị bao nhiêu điểm đây. 900 điểm. 700 điểm. Cũng được. Câu hỏi ở câu hỏi này như sau, xin mời. Lý do vì sao lưỡi và môi khi bị răng cắn trúng sẽ mau lành hơn ở các vị trí khác trên cơ thể? Đó, 10 giây. Bắt đầu. Rồi mẹ trả lời đi. Nó là cái phần mềm, nó không có mạch máu nhiều cho nên là nó hết thời gian. Bởi vì nó mềm và không mạch máu. Không biết chính xác hay không. 700 điểm sẽ thuộc về gia đình hay là mất đi đây? Xin mời. 700. Yeah. Sai à? Đáp án đơn giản là do có nước bọt. Thấy chưa? Con thấy chưa? Đây. Anh ơi, em muốn giải thích câu này, có phải là vì nước bọt của mình là một cái chất thần kỳ có thể dễ dàng mau làm lành vết thương hay đây. Không? Em hãy lắng nghe phân tích của gia đình Thông Thái như sau. Thưa quý vị và các bạn, trong nước bọt có một loại men hòa tan và diệt chết vi khuẩn. Tiêu độc cho vết thương và một chất kích thích biểu bì sinh trưởng trở lại. Nhiệt độ trong miệng thường cao hơn so với lại bề mặt da của chúng ta. Thần kinh và mạch máu ở lưỡi, môi cũng dày đặc hơn. Chính điều kiện này đã là một tạo một môi trường lý tưởng để chữa trị vết thương. Nào chú ơi, mình hãy ngừng ăn lại và lắc lần quay đi nào. Hey.
ba bước đi con, ba bước vô cơ hội, ba bước, ba bước, dừng 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 dừng. Yeah. Ủa, hai chứ ba lố rồi, ba bước à? Ô cơ hội rồi nha. Một, một, một nè, hai nè, ba nè, đó đúng không? Mà anh bước thêm một bước nữa. Đây là cơ hội của em, xéo xéo. Đây anh. Cơ hội đó, linh hồn đó. Vô à, em ở cái qua đây nào. Phòng trên kia luôn. Yeah. 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 À, đứng ở giữa nha. Em đừng có đụng đậy quá, nó chạy ngược đó Huy. Ai không đụng luôn. Rồi, bây giờ mình quay chưa? Mình quay chưa? Bây giờ nè, em giúp cho anh sẽ quay vào ô anh mong muốn. Anh mong muốn ô nào ạ? À? Anh mong muốn đây là ô cao nhất, là ô 500 điểm. Nhưng hai chứ, nhưng hai. Chip ơi, Chip, con muốn ba sẽ quay vô cái vòng nào, cái ô nào? Nhân đôi, nhân đôi. Đấm vô ô nào càng có nhiều điểm càng tốt. Đây nè, nhân đôi nè. Nhân đôi. Rồi, bị. Hey, một, đó, ok. Hai, ba, xin mời anh Phúc ạ. À. Đừng có nhảy, đừng có nhảy, đừng có nhảy. Đừng có nhảy. Quay đi con, quay, hả, quay. Hey, ở đây, quay. Nhân hai, nhân hai, dừng lại chỗ nhân hai nè. Đó, dừng đi, dừng. Đừng, đừng chia, đừng chừng. Đó, nhân hai, nhân hai, dừng. Nhân hai, hai. Đừng, đừng chừng, đi luôn, đi luôn. Đừng, đi, nữa. Hai, hai, hai. Nó nhúng, nó nhúng ở đây. Nó nhúng lần sau là nó đi. Không. Rồi, chúc may mắn lần sau ạ. À. Coi như là không có gì cả. Tôi mời anh Phúc. Rồi, xin mời Chip ơi. Lại, Chip đang ăn rất ngon miệng. Hết một rau này. Tiếp theo con còn ở dưới đó. Ba, ba tiếng, một, hai, ba. Ba đi con, ba. Ba rồi, cái mình tiến ba bước là mình lãnh quà. Ba, ba, ba. Một bước ạ. À. Một bước ạ. À. Ô, câu hỏi. Câu hỏi, câu hỏi. Ok. Câu hỏi này để xem là giá trị bao nhiêu ạ. Okay. À. Xin mời câu hỏi này giá trị. Ôi, ôi, 900. Câu hỏi như sau, xin mời câu hỏi. Trời ơi. Sam rất giàu và cũng rất giỏi làm ăn. Sam đầu tư một phần vào bìa ốc và cứ mỗi tháng số tiền ấy lại sinh lại gấp đôi. Sau một năm 12 tháng, số tiền đã lên tới 100 triệu đô la. Trời đất ơi. Vậy bạn xem vào tháng nào thì Sam sẽ có số tiền là 50 triệu đô la. Thời gian 10 giây bắt đầu. Tính em, của em đó. Để em tính anh. Em tính bán nhà bao nhiêu? Một tháng gấp đôi 100 triệu. Tháng 11 á, tháng thứ 11 á. Hết thời gian à? Tháng thứ 11 á. Trời. Tháng thứ 11 là 50 triệu thì tháng thứ 12 là sau 1 năm thì nó sẽ gấp đôi lên là 100. Đúng không? Tháng thứ 11. Đây là đáp án chúng tôi. Xin mời đáp án đó là tháng 1 chính xác. Như vậy chúng tôi gia đình và Phúc Thái mang về cho mình 900 điểm thưởng. Đây là một câu chuyện ảo. Chủ nhân còn không thể không thấy được. Đắt đi con. Chip ơi. Đắt nữa nha. Đúng rồi. 1 2 1 2 3 1 2 3 3 thêm 1 nữa là không phải 3, 3 bước thôi. Ta là vô tới câu hỏi. 1 đi, 1 đi. Vậy anh phải vô 2. Tiếng 3 đúng bước. Rồi. 2 tiếng 3 bước. 1 bước. 1 bước. Câu hỏi. Giá trị bao nhiêu ạ? 900 điểm. 900 điểm. 900 điểm. Yeah. 300 điểm. Đây là một câu hỏi đặc biệt ạ. Câu hỏi này sẽ là câu hỏi tiếp tục. Sẽ có một tiết mục bước ra sân khấu và trình diễn cho anh chị coi. Chúng ta sẽ coi thật kỹ, quan sát thật kỹ từng tiểu tiết nhỏ nhất trong tiết mục này. Và người thì tiết mục sẽ là người đặt câu hỏi. Xin mời 3 phút sẽ cùng về vị trí. Chiếc ơi, con có thể là quan sát tiết mục luôn. Nếu mà lúc nữa hỏi mà con biết thì con có thể nhắc mẹ nha. Tiết mục bà xin mời tiết mục. Thôi à. Con biết coi. Anh giới thiệu đi ạ. Thì lần đầu tiên thì cho mình kính chào hai MC xinh đẹp, dễ thương và khán giả trường quay với hai đội chơi ạ. Mình tên là Nguyễn Hải Lam. Thì hôm nay rất vui là mình được đến tham dự chương trình Gia đình Thông Thái. Và mình có mang tới đây một tiết mục là Tân Bóng Nghệ Thuật. Hy vọng là mọi người sẽ thích ạ. Rồi, xin mời anh ạ. Nghệ thuật
Thì không biết là mọi người thấy tiết mục từ nãy thế nào ạ? Rất hay. Hay quá. Thì sau khi biểu diễn xong thì mình có một câu hỏi nho nhỏ dành cho đội chơi ạ. Thì anh cho Hà bé kia. Thì là câu hỏi dành cho bé nha. Hồi nãy bé có xem chú Tân Bóng không? Dạ có. Hay không? Dạ hay. Bây giờ thì chú sẽ đặt cho con một câu hỏi khá là đơn giản thôi nha. Là lúc hồi nãy á, là khi chú đang biểu diễn á, là chú có đặt bóng lên cổ nè, là chú có hít đất. Thì con có thấy là chú hít đất mấy lần không? Trong tiết mục trên, người biểu diễn đã để bóng trên cổ và hít đất bao nhiêu lần? Thời gian 10 giây. 10 giây bắt đầu. Mẹ trả lời ạ. Mẹ trả lời ạ. Mẹ trả lời ạ. Mẹ ơi nhìn con kìa, con biết kìa. Hít đất đó nha. Hít đất. Hết thời gian ạ. Dạ. Hết thời gian. Để bóng trên cổ và hít đất. Hết thời gian rồi. Con nhớ là hồi nãy hít đất rất là nhiều. Hít nhiều lắm. Mình không có đi kịp câu trả lời rồi. Vậy thì không biết là gia đình gấu trúc đáng yêu có câu trả lời không ạ? Có như 3 cái. Anh Hồng hít đất 3 cái và để lên cổ như 4 lần. Ờ không, chỉ tính là để lên cổ và hít đất. Là hít đất thôi. 3 lần. 3 lần. Nam bây giờ sẽ công bố là nãy mình hít đất bao nhiêu cái ạ? Dạ thì hồi nãy mình hít đất là 3 lần ạ. Ồ, anh Hồng Sơn chính xác luôn. 3 lần. Đúng là nghề của mình. Và nãy anh giờ bé chip là ngồi đếm bóng tầng bao nhiêu lần. Bé chip rồi. Câu này là con biết câu trả lời. Chip không nhớ rồi. Rồi một lần nữa cảm ơn anh rất là nhiều vì mang một tiết mục rất là tuyệt vời ạ. Xin mời bé chip. Lắc đi con. Hai thôi con. Hai là vô phần thưởng. Hai thôi. Ba mới vô phần thưởng. Không, ba con. Ba. Ba đi con. Ba vô phần thưởng nè. Lên cái nữa. Lên luôn. Hai bước ạ. Một, hai. Ô câu hỏi tiếp tục để xem giá trị bao nhiêu đây. Xin mời ô câu hỏi ạ. 900, 500. 500. Câu hỏi như sau, xin mời. Hãy cho biết khoai gì mèo thích mèo ưa. 10 giây bắt đầu. Câu hỏi mèo nha. Câu hỏi mèo dễ lắm nha. Khoai gì nha. Khoai gì mèo thích thì mèo không ưa. Chê gì mèo thì không mèo. Mở mở đáp án ghi nhận. Đó là đáp án đúng hay sai, xin mời. Khoai mỡ. Khoai mỡ. Chính xác, khoai mỡ ạ. Chúc mừng gia đình Gà Thanh Thái mang về cho mình 500 điểm. Và tiếp theo nào, chip lại ăn rồi. Một chip ngon lắm hả con? Một bước. Tuyệt vời đúng không? Chỉ một bước gia đình mình lên thiên đường đó con. Sẽ lãnh một thùng heo cao vồi về nhà ăn. Một bước thôi con, một thôi. Được một rồi con, được rồi con. Hư cái này cũng chương trình. Một bước. Ba bước ạ. Một, hai, ba. Câu hỏi. Giá trị bao nhiêu đây ạ? 900. 500. Câu hỏi như sau, xin mời câu hỏi. Hiện nay nước ta có bao nhiêu tỉnh thành? 10 giây, bắt đầu. 64 tỉnh thành. 64. Chíp biết không con? Sao mấy? Con đang phân vân giữa 63 và 64. 63. 64. 64. Cho đáp án. Hình như là sâu hình như sâu 64. 64. Và bây giờ chúng ta sẽ lật đáp án của chương trình là bao nhiêu đây? Xin mời. Trời ơi, chíp đúng rồi nè. Trời ơi, hay quá. Con đếm đại mà con đâu có biết đâu. Có nhắc đó. 63, 64 vậy đó, con đang bị phân vân. Đúng rồi, tại vì 63 là xưa giờ như anh đúng nhớ rồi, có nhớ. Thêm anh nhớ là có thêm một cái tỉnh thành nhưng mà chắc nó gộp vô thành 63. Dạ. Anh sai, ok. Rất tiếc, mất 500 điểm ạ. Xin mời bé chip. Chip. 1, 2, 3 đi con, 3. Bao nhiêu đây? 3. Một bước ạ. Một bước. Câu hỏi. Giá trị bao nhiêu đây ạ? 900. 900 nè. 900. 700. 900. 700. 700. Đây là một câu hỏi về đoạn clip. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi đoạn clip ngay sau đây để tìm ra đáp án cho đoạn clip đó. Xin mời đoạn clip ạ. Chúng ta hãy cùng nhìn và lắng nghe nha. Chíp. Cái gì đây? Em, dạo này thời tiết thất thường á, em nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Ừ, em ra đường á là em phải bảo vệ bản thân mình. Nè, anh nói em nghe nè, em nghe những bước sau nha. Để em tập trung em giữ gìn sức khỏe của em. Đầu tiên á, là em phải đeo khẩu trang và che chắn kỹ càng nha. Xong tiếp theo nè, em hạn chế đến nơi đông người nha. Rồi, tiếp theo nữa là em phải ăn chín uống sôi.
ăn cho nó vệ sinh lên. Dạ. Và tiếp nữa đó là em phải bổ sung những cái loại vitamin cho cái sức đề kháng của mình nó tăng lên. Dạ. Và cuối cùng á, mỗi khi mà em đi ra ngoài, em đi chơi, em đi làm á, thì em phải vệ sinh tay kỹ càng bằng nước rửa tay khô nha. Dạ. Đó, em phải ghi nhớ những cái điều đó. Anh á, là anh quan tâm em nhất luôn á. Sao mà anh quan tâm em quá vậy? Em cảm ơn anh hả? Trời ơi, anh không quan tâm em chứ quan tâm ai nữa. Dạ. Ừ. Biết đâu em mà có mệnh hệ gì á, lấy ai trả nợ cho anh em. Em á, là em nợ anh nhiều nhất á nha. Giữ gìn sức khỏe. Nợ mấy chục triệu lần ghê. Bây giờ sẽ là câu hỏi, xin mời. Người sếp chỉ cho nhân viên bao nhiêu bước để chăm con sóc biết, sức con khỏe? Con biết, con nhắc mẹ. 5 bước. 10 giây bắt đầu. 5 bước. 5 bước, đáp án ghi nhận. Mẹ chắc. 5 bước là đáp án cuối cùng ạ. Khẩu trang nè, vitamin nè, rửa tay nè. Uống, đeo khẩu trang, ăn uống. Ăn chính. Ăn uống đầy da đã hết. Đáp án chúng tôi đó chính là... Wow. Hay sao? Chúc mừng gia đình nhận được về cho mình là 700 điểm. Chúc mừng ạ. Lời lắc thứ 8. 1-1-2 là vô cơ hội đó con. 2-2 đi chứ ơi. Hai. Ba cũng được. Bao nhiêu bước đây? Ba đi. 2 bước à? 1-2. Rồi. Là nó ra nơi. Chú ơi không được lên. Đây nè. Chú ơi chỉ được đứng dưới thôi, không được lên. Đây nè, chú chỉ đứng đây thôi chứ không có lên sàn ba con. Rồi, 2-3. 2-3, quay nè. Cố lên. Hy vọng nha. Nhân đôi nè. Nhân đôi nè. Nhân hai. Con được chia hai. Nhân hai. Con được chia hai. Cộng 500, nhân 2. Nhân 2 đừng có chia 2 nha, đừng trừ, đừng chia. Nhân hai. Quay lại ô bắt đầu ạ. Xin mời anh hãy quay lại mà xuất phát. Là anh mất hết điểm luôn hả hay là vẫn dạ có không điểm? Ạ, anh vẫn điểm bình thường nhưng mà anh sẽ mất cơ hội lấy được 1000 điểm. Bây giờ anh còn có mấy bước nữa thôi nữa tới được cô bắt đầu rồi. À trời ơi. Nhưng mà có được chơi tiếp không? Được chip ơi. Bây giờ con sẽ lắc tiếp theo nào. Còn cơ hội. Khi bánh xe còn lăn bánh, khi bánh xe còn lăn bánh, lăn luôn đi, lăn luôn đi, lăn bánh luôn đi. Bao nhiêu đây ạ? Một bước. Câu hỏi. Giá trị bao nhiêu ạ? Nhân đôi đi nào. Nhân đôi. Hey. Ôi. 1000 điểm. Bắt buộc câu này phải trả lời chính xác mới được 1000 điểm. Đúng rồi, đúng. Câu hỏi. Trong các bộ phận trên cơ thể người sau đây, đâu là bộ phận có xúc giác nhạy cảm nhất? Môi, lưỡi, tay hay chân? Lưỡi. Đúng rồi, lưỡi. Bắt đầu. Lưỡi. Suy nghĩ kỹ ạ. Suy nghĩ kỹ nha. Lưỡi. Xúc giác nhạy cảm nhất. Lưỡi. 3, 2, 1, đáp án là Lưỡi. Ghi nhận. Nào, cùng mở đáp án của chương trình xem. Đó là tay. Đây nè. Trong những bộ phận có xúc giác nhạy cảm nhất trên cơ thể chúng ta như tay, lưỡi, môi, chân thì xúc giác ở tay là nơi nhạy cảm hơn cả. Theo đó, con người có thể dùng tay để nhận dạng hình dáng, nhiệt độ, độ sáng bóng của vật thể nhờ bộ phận xúc giác ở đầu ngón tay để cảm nhận sự việc bên ngoài. Rất tiếc chúng ta mất 1000 điểm ạ. Rồi, số điểm đã bay đi. Xin mời chip. 1, 2, 3. Hết rồi ạ. 3 hết cơ hội. Bay đi con, 3. Bay đi. 3 đi. 3 đi. 3 là không được gì hết á. 3. Rồi, 1, xong. 1, 2, 3 là cơ hội nè. Tiến 2 bước. Là tiến lên 2 bước. 2 bước ạ. À, tiến 2 bước hả? Rồi. 1, 2. Câu hỏi ạ. À. Giá trị như sau, xin mời. 1000 điểm nữa nè. 1000. 300 điểm. Tiếc quá. Hãy xem câu hỏi ạ. Tiếc cái câu 1000 điểm nãy quá. Một thành viên trên Facebook có thể kết bạn với tối đa bao nhiêu người? Quá đơn giản luôn. 5 ngàn. Ghi
ghi nhận à. Chị biết không? Cái này con không biết. Cho đáp án, và đáp án chúng tôi đó chính là 5 ngàn. Những câu này vô ngàn điểm là ngon rồi đúng không? Chúc mừng gia đình nhận về cho mình là 300 điểm và chúng ta hoàn thành xong lượt đi của mình ạ. Cảm ơn bé Chip. Rồi, con có thể mang xúc xích heo cao bồi về vị trí của mình và ăn nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần vượt qua thử thách của đội Gấu Trúc Đáng Yêu. Rồi Gấu ơi, con sẽ lựa chọn ai là người tham gia trả lời câu hỏi và ai là người sẽ bước trên tấm bản đồ này? Mẹ. Rồi, mẹ lại đó. Mẹ. Hai bé có vẻ là tin tưởng mẹ nhiều hơn. Chị phải xin anh Hồng Sơn hay vào bản đồ ạ. Và Gấu lên đây với cô Sang nha. Và... rồi, chào mừng con đến với Phong Heo Cao Bồi. Mời con vào. Và đây là tiếp viên nam của chúng tôi mới vừa tiễn vào, sẽ phục vụ quý khách rất nhiệt tình. Rồi con, thoải mái thế nào? Sẵn sàng. Mời con nhấn nút kích hoạt và lắc vòng nhấn nút. Đúng rồi, rồi quay vòng con. Hai bước. Hai bước ạ. Xin mời anh Hồng Sơn bước hai bước. Để xem giá trị của câu hỏi này bao nhiêu đây. Xin mời. 700 điểm. 700. Đây là một khởi đầu rất là sáng sủa. Và chúng ta phải cố gắng lên nha. Và đây là câu hỏi dành cho gia đình mình. Khi nào 2 lớn hơn 5, 2 nhỏ hơn 0 và 0 nhỏ hơn 5? 10 giây bắt đầu. Khi nhiệt độ hả? Đây là đo nhiệt độ. Khi đo nhiệt độ à? Đố mẹo, đố mẹo. Dạ. Khi đo nhiệt độ. Đo nhiệt độ. Gấu ơi, con có biết câu trả lời không? Không. Con cũng không biết luôn, chúng ta cùng xem đáp án của chương trình thôi. Xin mời. 1, 2, 3. À, kéo lớn hơn con. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Như vậy là rất tiếc chúng ta đã không ghi được điểm số trong câu hỏi này. Lượt cách thứ hai của bé Gấu. Chọn nhanh đi vậy. Chị máy bay có phục vụ ba bước nhẹ nhàng. Một bước à. Giá trị bao nhiêu đây ạ? Giá trị 500 điểm. Wow. Và đây sẽ là câu hỏi 500 điểm dành cho gia đình mình. Biển có nồng độ muối lớn nhất thế giới là biển nào? Đơn giản cực luôn. Biển chết. Dạ. Biển chết. À? Dạ. À, đó là đáp án cuối cùng của mình chưa ạ? Có chắc không ạ? Biển chết. Chúng ta sẽ cùng xem đáp án của chương trình. Biển chết, chính xác. 500 chúng ta điểm. Đã ghi về cho mình 500 điểm đầu tiên. Xin mời lượt lắc tiếp theo. Lắc lên, mạnh lên, mạnh lên. 3 bước đi, con đấy 3 bước đi. 3 bước. 2 bước hay là 3 bước đi ạ? 2 bước. 3 bước, 3 bước. 3 bước. Yeah. 2, 3. Ô nhầm à? Câu hỏi. Cô đếm nhầm à? Chúng ta sẽ cùng xem giá trị tiền thưởng của câu hỏi này là bao nhiêu. 900 điểm. Yeah. Cố lên. Chúng ta sẽ cùng xem câu hỏi này sẽ là gì, xin mời hệ thống. Một người chỉ vào bức hình và nói: con trai của người này là cha của con trai tôi. Vậy tôi là gì của người này? Quan sát ạ, 10 giây bắt đầu. Là cha. Là gì ạ? Là cha. Là cha. Ghi nhận. Là cha. Là cha. Ba hoặc bố đó. Câu này thì nó hơi rắc rối chút xíu. Xin mời đáp án của chương trình đi. Suy nghĩ nhức đầu á. Là con dâu. Là con dâu à. Mất 900 điểm mà không sao cả. Không, cái này mất 900 điểm là đúng rồi, vậy em cũng nghĩ không ra nữa. Xin mời quý khách hãy quay vòng lắc nha. Rồi, cảm ơn con. Hết kêu chú, chú mang thêm vô nha, nhiều lắm. Nhiều này đó. Bao nhiêu bước đây ạ? Một bước ạ. Xin mời anh Hồng Sơn. Và đây là ô câu hỏi. Chúng ta sẽ cùng mở xem giá trị tiền thưởng ở câu hỏi này. 300 điểm. 300. Cố lên nào gia đình mình ơi. Gia rất đình mình đẹp, điểm số rất là lông xôm xa bên kia đó nha. Mình phải cố gắng hơn nữa. Và bây giờ là câu hỏi của chúng ta.
khu vực Đông Nam Á có bao nhiêu vương quốc? Vương quốc Thái Lan, vương quốc Brunei. 10 giây, bắt đầu. Vương quốc Campuchia. Đông Nam Á, 3. Đông Nam Á, 3. 3. 3. 3, đó là câu trả lời của Campuchia, gia đình Campuchia, Gấu. Chúng ta sẽ cùng xem đáp án của chương trình. 3, chính xác. Chúc mừng gia đình mình mang về cho mình là 300 điểm ạ. Chúc mừng. May quá. Thằng khách, nhấn nút con. Rồi, quay. Một đi. Một. Trời ba. Ba. Một. À. Ba. Ba đi. Một đi. Một tiếng ba bước. Ba bước. Ba bước. Phần thưởng. Một. Hai. Ba. Và đúng vị như vậy chúng ta hãy cùng nhau đến với phần thưởng. Bởi vì anh Hồng Sơn đã bước vào ô phần thưởng, chúng ta sẽ đến với món quà từ chú heo cao bồi. Xin mời chú heo cao bồi. Yeah. Hello. Bé gấu thân mến, và con được quyền chọn một trong hai phần quà này, phần quà màu đỏ và phần quà màu xanh. Bây giờ là con chọn màu nào nào? Là màu đỏ. Màu đỏ. Màu đỏ chứ có may mắn là cái chắc. Là cái chắc. Bây giờ thì mình sẽ mở màu xanh. Màu xanh trước để xem màu xanh như thế nào. Nếu màu xanh có giá trị thì chúng ta hiểu màu đỏ như thế nào rồi. Quý vị, màu xanh. Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Quà giá trị. Quà giá trị. Quà giá trị. Trị giá là 25.000 đồng. Như vậy thì chắc chắn là cái này giá trị rồi. Móc quần áo, phơi quần áo thì bên đây phải là không máy giặt. Cái máy giặt gì mà nhỏ xíu chứ. Anh ơi, cái xào phơi đồ. Chuẩn bị 3, 2, 1. Buồn vậy không? Con có hài lòng với món quà này không Gấu? Dạ con có cái máy là có rồi đúng không? Vậy bây giờ cái máy là này mình không cần thiết thì mình cho cô Sam có được không? Gật đầu luôn. Anh ơi, chú heo mang vô luôn nha, mang vô cái trong kia giùm chị luôn nha. Cô lấy luôn nha. Cô lấy luôn nha. Nhà mình có rồi mà đúng không? Nhà con cầm mấy cái. Mấy cái dư rồi. Lấy cái này là dư rồi cho nên là chú heo mang gì. Cảm ơn Gấu nha, cảm ơn sự hào phóng của con. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt lắc tiếp theo. Gấu ơi, con có yêu cầu gì con nhớ nha. Phải nói rằng là chuyến bay này rất là thú vị đúng không ạ? Một bước ạ, xin mời anh Hồng Sơn. Câu hỏi, chúng ta sẽ cùng xem giá trị trong câu hỏi này. 700 điểm. Cố gắng nha. Câu hỏi của chúng ta sẽ là: nước nào đã phát minh ra món mì ăn liền hay còn gọi là mì gói? Suy nghĩ thật kỹ Nhật nào. Bản. Nhật Bản. Nhật Bản. Nhật Bản. Ghi nhận đáp án. Thường là chúng ta thường nghe tới mì gói là em thấy là ở mì ramen. Việt Nam mình, Hàn Quốc với lại cả Nhật Bản luôn là thường là ăn mì gói. Đúng vậy, để xem như thế nào đây, xin mời. Đáp án của chương trình sẽ là: chúc mừng gia đình 700 điểm. Chúng ta sẽ cùng đến với lượt lắc thứ 7 của bé Gấu. Khoan từ để hành khách đang thưởng thức. Vâng, mời con. Hành khách thưởng thức không có làm phiền. Ba đi, ba đi. Ba bước, ba bước. Một bước, một bước. Hai bước à. Một là hai, bước là câu hỏi. Câu hỏi, chúng ta sẽ cùng xem giá trị trong câu hỏi này là bao nhiêu. 500 điểm. Câu hỏi sẽ là: khi Huy 4 tuổi,
em gái ruột của Huy bằng một nửa tuổi của Huy. Đến khi Huy 100 tuổi, hỏi em gái ruột của Huy bao nhiêu tuổi? Đơn giản. Câu hỏi mẹo nha, 10 giây. Mẹ ơi, cố gắng lên. 92 tuổi. À, 94 tuổi. 98. 98 ạ? 98. À, 98 tuổi. 98, mẹ vẫn rất đang phân vân với câu trả lời. 98. 98. Huy nè, anh 4 tuổi nè, bây giờ là anh 4 tuổi nè. Thì em nè, em bằng một nửa tuổi anh, là em nhiêu? Em 2 tuổi. Em 2 tuổi. Em 2 tuổi. Thì anh 100 tuổi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Chúng ta sẽ cùng xem đáp án của chương trình. Yeah. Quá hay. 500 điểm nữa dành cho gia đình Gấu. Chúc mừng ạ. Rồi Gấu ơi, chúng ta sẽ lắc lượt lắc tiếp theo nào. Mời con. Hay. Hai bước nha. Bây giờ anh phải cố gắng nhân đôi thì chúng ta mới có thể vươn được rồi. Bằng đội bạc. Ban nãy Huy đứng dưới, giờ Huy đứng lên trên cùng. Hả? Huy đứng lên kìa. Em, xin mời. Dạ. Xin mời, xin mời. Dạ đây. Đó. Tùy từng lúc nhún nhảy nha. Dạ. Xin mời Nam Sơn ạ. Nhảy đi chú Huy, nhảy đi chú Huy. Cầm năm đôi, cầm năm đôi. Chia đôi, chia đôi, chia đôi, chia đôi, chia đôi. Nó hết rồi, hết đi được rồi. Nó đi á, nó đi. Nhún đi. Dạ. Cộng 500. Thôi may không trừ là may lắm. Em cảm ơn. Cảm ơn Kiến Huy. Dạ, cảm ơn. Tuyệt vời quá, nhờ con Kiến Huy. Gấu ơi. Dạ. Bây giờ con hãy lắc cái mét rồi. Mời con. Sắp được 1000 điểm rồi ạ. Con làm gì không? Tôi có phục vụ âm nhạc và nhảy múa. Một bước. Một bước. Một bước hả? À dạ, một bước. Và xem giá trị tiền thưởng trong câu hỏi này. 900. 500. Và đây sẽ là câu hỏi dành cho gia đình Gấu. Trong thế giới động vật, loài vật nào có quả tim lớn nhất? 10 giây bắt đầu. Loài vật cá voi xanh. Cá voi xanh là to nhất. Voi. Phải không? Thì trái tim của nó sẽ to nhất. Cá voi xanh. Cá voi xanh ạ. Ghi nhận. Câu trả lời của gia đình Gấu có đúng hay không? Xin mời đáp án của chương trình. Chính xác ạ. 500 điểm dành cho gia đình mình. Rồi, lượt mắt cuối cùng nào. Lượt mắt cuối cùng. Rồi, đỡ hơn con ha. Một là lùi. Ba bước ạ. 1, 2, 3. Câu hỏi ạ. Trời ơi. Còn một bước nữa là chúng ta sẽ được 1000 điểm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem giá trị trong câu hỏi này. 900 điểm. Đó là nha con. Chim yến làm tổ bằng vật liệu nào sau đây? Lông, nước bọt hay rơm rạ? Xin mời 10 giây. Dễ nước bọt. Nước bọt. Chưa tới 10 giây. Ủa khoan, 10 giây chạy ơi, mình có chắc chắn chưa ạ? Nước bọt ạ. Rồi, chắc chắn. Chắc chắn không em? Có. Chắc không? Chắc chắn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đáp án quyết định của vòng này nha. Đáp án câu hỏi này sẽ là: hồi hộp quá trời ơi, hồi hộp quá đi. Thấy chưa? Ê, rất tiếc luôn. Ờ đúng rồi anh chị ơi, mình ăn trong cái tổ yến này phải lật lăn lắm. Đúng rồi. Đây là nó dùng mà, chứ còn nó làm thì nó làm bằng nước bọt thôi chứ nhỉ. Đây, giải thích của chương trình. Có nhiều loại chim yến khác nhau, cách làm tổ cũng tương ứng khác nhau. Có nhiều loại. Một số là sẽ làm tổ bằng lông, một số sẽ làm tổ bằng cỏ hay rơm rạ, số khác thì sẽ làm tổ bằng nước bọt.
À có nhiều loại. Có nhiều loại. Mình biết có loại. Rất là tiếc luôn, như vậy là chúng ta đã không ghi được điểm số trong câu hỏi này. Trời ơi, rất là tiếc. Rồi, cảm ơn con. Không là bằng nhau rồi đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tổng kết điểm số mà cả hai đội mang về cho mình qua hai vòng thi. Đội Gấu Trúc Đáng Yêu nhận về cho mình là 4.800 điểm. Cảm ơn ạ. Đội Gà Thông Thái đã mang về cho mình 700 điểm. Như vậy là đã có tấm vé vào vòng 3 dành cho gia đình Gà Thông Thái. Và cũng sẽ chúc mừng gia đình Gấu Trúc Đáng Yêu sẽ mang về cho mình một phần thưởng tương ứng trị giá là 4.800.000 đồng. Cháu ơi, cảm xúc của con đang như thế nào? Con có thể chia sẻ với cô Sam không? Con rất là buồn thôi. Hả? Hơi buồn nhẹ, nỗi buồn mang mát. Con nó buồn nặng hơn. Buồn nặng. Người ta buồn nặng mà nó buồn nhẹ. Đâu là cái bàn ủi con? Đâu là cái bàn ủi của cô Sam? Con ơi, còn cái bàn ủi hồi nãy mình vẫn giữ lời hứa là cho cô Sam chứ. Đâu rõ ràng. Đâu có rõ ràng. Buồn nặng bàn ủi vẫn cho, vẫn nặng. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đến và lại vòng thi kế tiếp. Vòng thi này sẽ là giải thưởng lớn nhất của chương trình Gia Đình Thông Thái. Giải thưởng 15 triệu đồng. Và bây giờ sẽ là vòng 3 có tên gọi Gia Đình Thông Thái. Trong vòng thi Gia Đình Thông Thái sẽ có một câu hỏi dạng liệt kê. Hai thành viên người lớn sẽ cùng trả lời. Sau khi MC đọc xong câu hỏi, đội thi sẽ có 1 phút để quan sát và ghi nhớ vị trí của các đáp án trên màn hình gồm 64 chữ. Khi hết 1 phút quan sát, màn hình này sẽ biến mất, đồng thời sàn LED sẽ hiện lên 64 ô tương ứng, nhưng lúc này sẽ không có chữ cái nào trên đó. Hai thành viên người lớn sẽ phải liệt kê đáp án bằng cách đứng ở vị trí đầu và cuối của từng đáp án và hô chốt, khi đó đáp án sẽ được ghi nhận, cứ như thế trả lời hết 3 đáp án. Trong khi hai thành viên người lớn trả lời, thủ lĩnh nhí sẽ ngồi ở phi thuyền và không được biết đến phần thi của đội mình. Sau khi hai thành viên người lớn trả lời xong, thì thủ lĩnh nhí sẽ là người quyết định tin tưởng hay không tin tưởng thành viên của đội mình. Nếu không tin tưởng, thủ lĩnh nhí sẽ được khởi động máy lắc ở phi thuyền để lấy giá trị tiền thưởng về cho đội của mình. Giá trị này sẽ thấp hơn 8 triệu đồng. Còn nếu thủ lĩnh nhí tin tưởng, thì đáp án sẽ được mở ra. Và đương nhiên, nếu đáp án không trùng khớp, đội chơi sẽ không nhận được giải thưởng ở vòng này. Còn nếu trùng khớp, thì xin chúc mừng đội chơi đã có được 15 triệu đồng và nhận được danh hiệu Gia Đình Thông Thái. Và bây giờ gia đình mình đã sẵn sàng chứ nào? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Xin mời chip. Chúc may mắn nha. Cố lên. Xin mời anh Phúc, chị Phương ạ. Đây là thời gian 1 phút chúng ta quan sát để tìm đáp án trước. Em sẽ đặt câu hỏi. Câu hỏi tại vòng 3 này như sau. Tìm tên 3 loài hoa mà trong tên có chứa tên động vật. Thời gian 1 phút và ô chữ cái xuất hiện. Xin mời. Đó. Bây giờ thời gian quan sát bắt đầu. Ghi nhớ quan sát. Tên động vật ạ. Màu gà nè. Màu gà đây nè. 1, 2, 3, 4 màu gà nè. Ở vị trí này nè. Màu gà chỗ này nè, màu gà nè. Chứ đây nè, màu nè. Đó, màu gà bắt đầu từ đây nha. Phải không? Đây nè. Hoa móng cọp, hoa móng cọp đây nè, móng cọp nha, móng cọp nha. Cái từ đây đến cuối này nha. Móng cọp màu gà. Hoa. Hết thời gian. Thời gian 1 phút cho các anh chị chọn đáp án. Bắt đầu. Thì cảm xúc ở đâu?
M rồi. M A O màu G gà kia. Gà. Chúng ta chỉ có một phút thôi nha. Gà. Rồi. Chốt. Ghi nhận. Tiếp. Đáp án thứ hai ạ. Đúng rồi. Hoa móng cọp. 1, 2, 3, 4. Thật kỹ nha. Thật kỹ nha. Đúng không? Đúng rồi. Rồi. Chốt. Tiếp tục ạ. Thấy được có hai cái không? Có nhớ ra được cái gì nữa? Thấy được cái tulip với cái sen nhưng mà không phải rồi. Gia đình mình nhắc cũng được. Mình dạ, mình có thể mình nhắc cũng được. Thấy được không? Gia đình anh bạn chị thấy không? Hoa gì? Đâu? Hoa gì ta? Nhắc cái trên chia. 23 giây nữa. Hoa gì chị? Chéo. Hoa đúng không? Phải không ạ? Hoa gì chị? Hoa gì? Đây. Em cúi luôn hả? Cúi còn cúi luôn hả? Đúng không ạ? Hoa gì ta? Chốt ạ. Không biết là hoa gì. Chốt. Rồi, ghi nhận. Xin mời, cảm ơn ạ. Xin mời hai chị về vị trí. Rồi, chip ơi. Ba mẹ của con đã hoàn thành thử thách. Cũng rất sóng gió con ạ. Và bây giờ thì con sẽ cùng nghe câu hỏi mà chương trình đã đặt ra cho ba mẹ con nha. Câu hỏi của chương trình: hãy kể tên ba loài hoa mà tên của nó có dính tới loài động vật. Con nghĩ là ba mẹ con sẽ trả lời được hay không? Tại vì con nghĩ là rất là nhiều loại hoa nên là thấy hơi khó khăn. Chíp ơi, và bây giờ con sẽ quyết định là tin tưởng, tin ba mẹ mình hay không tin. Bây giờ con mà tin bố mẹ mà bố mẹ sai là bố mẹ sóng gió với con. Bây giờ con mà tin bố mẹ mà bố mẹ sai là bố mẹ sóng gió với con. Bố mẹ sóng gió với con. Hứa luôn, hứa luôn. Rồi ok. Con nghĩ là sẽ theo bố mẹ con. Tin tưởng. Dạ. Yeah. Rồi, tin tưởng. Dưới đây là 4 người chơi lận đó con. Như vậy đứa bé phải là quyết định chọn sự mạo hiểm. Cô Sao đã bắt đầu cảm thấy sóng gió rồi. Bé tin tưởng rồi, xin mời con về với gia đình của mình để chuẩn bị đến với kết quả. Mời con. Chắc chắn sẽ có sóng gió. Bây giờ là 3 đáp án, chúng ta cùng nhau bật mí xem 15 triệu sẽ thuộc về gia đình của gà Thông Thái hay sẽ ở lại chúng tôi. Xin mời. Chúng ta sẽ cùng mở đáp án đầu tiên mà gia đình gà Thông Thái đã lựa chọn. Hồi hộp quá. M. Ma gì? Màu gà. Màu gà. Yeah. Màu gà. Có vẻ như ổn. Đây là đáp án của mình thôi nha, chưa so với đáp án của chương trình nha, chưa biết được. Có vẻ ổn, có vẻ chính xác. Tiếp tục ạ. Và cái gì ta? Mỏ hả? Móng. Móng gì vậy? Hoa móng cọp. Có vẻ ổn, có vẻ đúng nhưng mà có con cọp là được. Nhưng mà không biết là cái có cái hoa này hay không thôi. Sợ là bị lừa đó nha. Rồi, ra cuối cùng ạ. Cúc họa mi. Cúc họa. Ồ. Nào mi. Wow. Con gì mi? Hòa mi. Có vẻ như là đáp hợp án lý rất hết. Là khớp. Khớp. Bây giờ chúng ta hãy đối chiếu về đáp án chương trình. Xin mời ạ. Trời ơi. Ba đáp án của gia đình mình là cúc hòa mi, móng cọp và màu gà. Đầu tiên. Đáp án đầu tiên của chương trình có cúc hòa mi. Đáp án thứ hai. Màu gà. Có. Màu gà. Bây giờ con hồi hộp không hả Chip? Con nghĩ là cái đáp án cuối cùng này ba mẹ con có đúng hay không? Không biết đúng hay không nhưng mà con chuẩn bị sóng gió từ trước rồi. Ba chuẩn bị sóng gió rồi. Sóng gió đúng không? Bây giờ cho con chọn, chọn lại là con muốn quay vòng quay may mắn để có tiền không? Suy nghĩ thật kỹ nha. Cô Sam cho con một cơ hội nữa để mình có thể lựa chọn. Ở đây là con chắc chắn có tiền dưới 8 triệu nếu con chọn phương án là quay vòng quay này. Nó chọn một cái là đi liền. Mở hay là không mở? Sao con mình nó diễn sâu dữ vậy em? Chốt. Móng cọp. Móng cọp. Nhận đáp án đó. Tin tưởng, gia đình là một. Em thật sự hồi hộp quá. Đúng rồi, để coi. Đáp án cuối cùng là sẽ là gì đây? Yeah!
đã xuất sắc ghi về cho triệu. Mình giải thưởng 15 triệu đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở ô chữ đáp án của chương trình nha. Đây là ba đáp án của chương trình và chúng ta đã chính xác. Rồi, xin mời hai gia đình ạ. Bây giờ trước khi chúng ta đến với giải thưởng, bây giờ mình hỏi về cảm xúc của hai gia đình ngày hôm nay khi đến với chương trình Gia đình Nam Thái như thế nào ạ? Đầu tiên là gia đình của anh Hồng Sơn ạ. Xin mời. Gấu ơi, cảm xúc của mình bây giờ là mình có buồn nhiều không hay là mình cũng vui? Không, đỡ buồn rồi. Đỡ. Vui giùm cho bạn Chip không nè? Có. Ừ. Bạn Chip hồi nãy là nhận được 15 triệu đồng với sự giúp đỡ của gia đình mình. Có nghĩ là bạn Chip có nên là chia sẻ với gia đình mình hay không? Nhanh như đã có. Có phải. Cái gì vậy? Thế phải chia chứ. Hàng xóm mà ngồi kế bên phải chia. Chứ hồi nãy mình cũng có cái sự cổ vũ tinh thần rất là nhiệt. Còn gia đình Gà Đông Thái ơi, hôm nay mình nhận giải thưởng coi như là lần đầu tiên một gia đình nhận được giải thưởng này. Cảm giác mình như thế nào ạ? Thật ra thì bây giờ anh công tác ở Hà Nội rồi, nhưng mà có những cái sân chơi về anh được bay về thăm gia đình mình, gặp gỡ với lại gia đình của anh Hồng Sơn, một trong những thần tượng của Chip. Rồi Chip cũng gặp được chú Huy với cô Sa cũng thần tượng nữa. Và cái sân chơi này nó hay lắm, nó có những cái giai điệu vận động rồi trí tuệ và rất là thích. Rất là mong có những cái game show như thế này dành cho các gia đình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với phần quan trọng hơn nữa nè. Đó là sẽ được gặp gỡ lại chú Heo Cowboy và những phần thưởng giá trị của ngày hôm nay. Xin mời chú Heo Cowboy. Anh Pháp là người có IQ cao. Có IQ thấp hơn. Sam hẹn Huy vào lúc 8:15 nhưng đến 8:35 Sam mới xuất hiện. Đây là trường hợp xảy ra rồi ạ. Hỏi Huy đã phải chờ Sam bao nhiêu phút? 50 phút. 50 phút là đáp án. Đón xem Gia đình Đông Thái tập 2 vào lúc 20:35 thứ tư ngày 1/4/2020 trên kênh HTV7. Và thưa quý vị, chương trình Gia đình Thông Thái xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng xúc xích Heo Cowboy, nguồn dinh dưỡng từ thịt, đã tài trợ độc quyền cho chúng tôi. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.